Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát động thi đua đặc biệt làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất. Hội nông dân Tuyên Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 4, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 20 tháng 4 năm 1948, 20 tháng 4 năm 2018 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự lễ có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cách đây 70 năm, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã chủ trương cho thành lập các chi bộ cơ quan cấp tỉnh. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 20 tháng 4 năm 1948, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị thành lập Đảng bộ liên chi được tiến hành tại Đài Hòa, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, đánh dấu thời điểm ra đời của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Trải qua chặng đường đấu tranh cách mạng gian khổ, anh dũng và vẻ vang, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng. Từ chỗ chỉ có 34 tổ chức cơ sở đảng với 175 đảng viên khi mới thành lập Đảng bộ liên chi, đến nay Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã có 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 39 đảng bộ, 33 chi bộ với 4.105 đảng viên. Mặc dù mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ khối có quy mô, tổ chức, tên gọi khác nhau, nhưng các tổ chức đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân. Gần 30 năm kể từ ngày tỉnh Quảng Bình trở về địa giới cũ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã trải qua 6 kỳ đại hội và đã có bước trưởng thành to lớn về nhiều mặt. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với điều kiện của đảng bộ và của từng cơ quan, đơn vị. Tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thẳng lời các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm và suốt các nhiệm kỳ. Công tác xây dựng đảng của đảng bộ khối có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, cờ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ và bằng khen của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình. Trước đó tối qua ngày 18 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Niềm tin dân đảng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Các đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối đã biểu diễn 15 tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, của các ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối. Các tiết mục được dàn dựng khá công phu, thể hiện niềm phấn khởi tự hào về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương và truyền thống của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Sáng nay ngày 19 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất.
chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Dự lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía quân khu 4 có đồng chí Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị quân khu. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại bản Là Nòn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên đồng bào chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách là chống giặc đói, giặc sốt và giặc ngoại xâm, góp của góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Quảng Bình cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nhiều chiến công vang dội, làm rạng danh quê hương Quảng Bình cuột khởi, Quảng Bình hai giỏi. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lực lượng vũ trang Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiết thực kỷ niệm 70 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chọn làm điểm để phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất. Qua đợt phát động phong trào thi đua lần này để quân khu rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017. Hôm qua ngày 18 tháng 4, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho nhân dân các xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các nội dung bao gồm luật tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ luật hình sự năm 2015, pháp luật về an toàn giao thông, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp bà con giáo dân, chức việc tôn giáo, hòa giải viên cơ sở, nâng cao hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chính sách pháp luật về tôn giáo, từ đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018. Thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian. Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018. Lễ dâng hương tại Thác Bụt. Khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, thương mại, dịch vụ. Hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 Minh Hóa, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và người dân đã được nghe phổ biến luật phòng cháy chữa cháy, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quy trình cứu chữa một vụ cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra,
thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ công nhân viên chức lao động ở các cơ quan và các hộ sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, vận động mọi người tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn trong tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3. Hôm qua ngày 18 tháng 4, lãnh đạo ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ hợp tác trên địa bàn huyện Bố Trạch. Được triển khai từ năm 2014, đến nay huyện Bố Trạch đã thành lập được 21 tổ hợp tác và 5 hộ cá thể ở xã Thượng Trạch với gần 330 hộ dân tham gia. Tổng nguồn vốn dự án SRDP triển khai tại huyện Bố Trạch là 9,8 tỷ đồng. Qua triển khai tình hình thực tế hoạt động của các tổ hợp tác, lãnh đạo ban quản lý dự án SRDP đã đánh giá cao việc thực hiện các điều khoản cam kết trong hợp đồng tài trợ giữa dự án và người dân. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, các thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, cùng nhau đóng góp, xây dựng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác. Năm 2013, Quan Phủ là xã đầu tiên của thành phố Đồng Hới và của tỉnh Quảng Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay xã Quan Phủ đang tập trung rà soát, đánh giá, thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới để được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 này. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều tiêu chí đòi hỏi mức đạt chuẩn cao hơn so với giai đoạn 2011-2015. Qua rà soát đánh giá các nội dung, tiêu chí so với bộ tiêu chí mới có nhiều tiêu chí yêu cầu cao hơn mà xã Quang Phú phải khẩn trương thực hiện, đó là cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đang đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, thực hiện các mô hình đường hoa nông thôn, ngày chủ nhật cuối tháng xanh sạch đẹp, tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện đề án xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư giai đoạn 2016-2020. Các tổ chức đoàn thể cũng phát động các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể đoàn viên, hội viên, gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động trong tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2018. Với chi phí đầu tư thấp nhưng lợi nhuận khá cao, nghề trồng nấm đã mang lại cho gia đình ông Nguyễn Bình Nhất, thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Năm 2016, ông đã mạnh dạn đầu tư kinh phí, học hỏi kinh nghiệm để mở mô hình trồng nấm ngay tại nhà, chủ yếu là nấm sò, nấm mộc nhĩ và nấm rơm. Từ mô hình này, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Nhất thu lãi gần 200 triệu đồng. Thời gian qua, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch đã tích cực vận động người dân đưa các loài cây hoa màu vào trồng, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Trên các diện tích đất bạc màu trước đây thường bỏ hoang, nhiều năm nay bà con nông dân xã Quảng Hợp đã tích cực đưa vào trồng lạc. Bà con nông dân cho biết trồng lạc ít bị sâu bệnh, đầu tư thấp, thị trường tiêu thụ rộng, giá cả phù hợp. Bình quân mỗi hecta lạc thu được 60 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trồng các loài cây hoa màu khác. Thời gian tới, xã Quảng Hợp tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi hệ số diện tích đất bạc màu sang trồng lạc để tăng thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của cả cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, cả cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực tham gia các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2017, hội nông dân huyện Tuyên Hóa đã xây dựng được 87 mô hình trồng trọt, 124 mô hình chăn nuôi, 54 mô hình nuôi trồng thủy sản và 70 mô hình dịch vụ các ngành nghề. Trong năm đã kết nạp 448 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên gần 16.500 người. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Mỗi năm giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Trong những năm qua được sự quan tâm của hội cả cấp, rồi của cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt hội nông dân là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân vay các nguồn vốn ưu đãi, tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình nuôi lợn rừng, mô hình nuôi cá lồng bè, là mô hình chăn nuôi bò lai tại thôn Trần Cánh.
Hiện tại thì nuôi chăn nuôi bò lai tại thôn Canh Phát đang phát huy có hiệu quả, đặc biệt là trên địa bàn thôn Canh thì khoảng 80% là đàn bò lai. Cùng với việc khai thác các nguồn lực và chính sách hỗ trợ của nhà nước, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa còn phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ, tư vấn và dạy nghề cho hội viên nông dân, đồng thời tạo điều kiện để hội viên tham quan học tập các mô hình ở các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa còn thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 5.146 hộ vay vốn với dư nợ hơn 200 tỷ đồng, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập và cho vay thông qua tổ liên kết với tổng dư nợ trên 297 tỷ đồng, giới thiệu cho 1.657 người đi xuất khẩu lao động. Thực hiện cái chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của huyện thì trong những năm qua là Hội Nông dân huyện đã tập trung làm tốt công tác vận động tuyên truyền cán bộ hội viên nông dân tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp huyện để tạo những cái dòng vốn đầu tư cho mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn của huyện là chúng tôi đang tập trung mở rộng cái phát triển các cái mô hình chăn nuôi trang trại và gia trại, chủ yếu tập trung là phát triển cải tạo chăn nuôi bò lai là mô hình có hiệu quả nhất. Về các cái mô hình trồng trọt thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động bà con ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào là trong sản xuất thâm canh, cụ thể là đầu tư các cái loại giống mới trên địa bàn và là tập trung mở rộng cái quy mô sản xuất và xây dựng những cái cánh đồng màu lớn. Việc triển khai tốt các phong trào thi đua đã khơi dậy sức sáng tạo trong cán bộ hội viên nông dân, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, nhà hầm, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 19 tháng 4 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 60 đến 91%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.